người từng tiếp xúc và gắn bó với cộng đồng Cờ Đỏ trong nước từ khá lâu và cũng tiếp xúc khá nhiều rồi, thì ông đánh giá thực lực của cộng đồng Cờ Đỏ trong nước như thế nào và tính nguy hiểm của cộng đồng này, liệu họ có trở thành hồng vệ binh như là nhiều nhà dân chủ, nhân sĩ trí thức hay là truyền thông như RFA, VOA cảnh báo không ạ? Dạ vâng, thưa, trước hết là nói với lại một đồng phê bình, một đồng nghiệp là chúng tôi là cái điều tối kỵ. Tuy nhiên rằng để mà phân tích, phân giải những cái mà định nghĩa của RFA là VOA về nói rằng đây là những cái cảnh báo tới một cái giới hạn của giới trẻ nó sẽ đi vào cái hồng vệ binh, thì tôi nghĩ rằng cái sự so sánh nó cũng khập khiễng lắm. Là bởi vì người ta nói tới hồng vệ binh là người ta nói tới một cái lực lượng quân sự như chẳng hạn như hồng vệ binh Trung Quốc hay là hồng vệ binh Nga Xô, còn đây là chỉ các em với cái nhiệt tình và lòng yêu nước, các em ngồi lại với nhau và thay vì tìm một cái tên gì đó thì các em lấy ngay cái cờ đỏ là biểu tượng cho của đất nước. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đã nói tới hồng vệ binh thì chúng ta phải định nghĩa cái hồng vệ binh nó sao, thì cái kết quả của hồng vệ binh nó xấu hay là tốt hay là như thế nào. Thì nếu mà chúng ta đã phê bình và đã mọi người đã biết tới hồng vệ binh Nga Xô và đã biết tới hồng vệ binh của Trung Quốc, thì chúng ta phải công nhận rằng nếu mà không có cái lực lượng hồng vệ binh đó thì nước Nga không có đứng vững đến ngày hôm nay và Trung Quốc cũng không thể đứng vững ngày hôm nay. Chính cái lực lượng hồng vệ binh đó đã bảo vệ cho Đảng Cộng sản của họ, của đất nước của họ. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là một cái lực lượng để mà gọi là bất cứ một đất nước nào cũng cần phải có quân đội để mà bảo vệ cho cái xã hội đó. Thì cái lý tưởng chính trị của Trung Quốc qua cái hình ảnh của hồng vệ binh Trung Quốc, lý tưởng chính trị của Nga Xô qua cái hình ảnh của vệ binh Nga Xô, hồng vệ binh Nga Xô, thì họ đã chứng tỏ rằng được rằng họ đã thành công. Và ngày hôm nay đó, chúng ta dù muốn dù không cũng phải công nhận Nga Xô là một cái người đối đầu rất lớn và ngang hàng với lại Hoa Kỳ. Và Trung Quốc bây giờ đó, chúng tôi không đặt vấn đề mà gọi là vũ khí, nhưng mà về vấn đề tài chính, trong tương lai, cuộc chiến trong tương lai là cuộc chiến về kinh tế, cuộc chiến về tiền bạc. Thì nếu mà bây giờ đặt vấn đề kinh tế thì có ai hơn được Trung Quốc? Và Mỹ bây giờ còn thiếu nợ của Trung Quốc nữa. Thì như vậy quý vị hỏi hồng vệ binh có nghĩa là tốt hay là xấu? Và vô tình khi mà quý vị ví những cái lực lượng này là hồng vệ binh, quý vị đã cho các cháu đó, các em của chúng ta đó một cái vị thế rất là quan trọng. Đây là một cái lực lượng để bảo tồn cái chế độ cộng sản ở đây. Quý vị muốn giải thể chế độ cộng sản, thành ra quý vị sợ rằng cái lực lượng của cái cờ đỏ này là một hình thức vệ binh, quý vị gọi là hồng vệ binh, và những người này sẽ bảo vệ được Đảng Cộng sản. Và quý vị cái ước mơ rằng á, xóa bỏ cái Đảng Cộng sản ở trong đất nước này á, trở thành một cái sự là cái mơ tưởng hão huyền. Còn riêng cá nhân tôi đó, thì tôi không ca tụng Đảng Cộng sản, tôi chưa bao giờ ca tụng Đảng Cộng sản, nếu không nói là ghét. Nhưng mà cái đất nước này, từ ngày chúng tôi về Việt Nam cho tới bây giờ, tôi chưa ngửi được cái mùi cộng sản của họ, chưa nhìn thấy người cộng sản là như thế nào hết. Tôi chỉ biết tôi đang tiếp xúc những người này, tới khi mà người ta nói rằng em là đảng viên Đảng Cộng sản thì tôi mới biết họ là đảng viên Đảng Cộng sản. Thì lúc đó tôi hết, họ không có gì khác biệt nhau hết, vẫn là những con người mà có ý thức, có nhận cảm, có tất cả mọi tình cảm nữa. Thành ra nếu mà trong không đi vào trong dịp lễ tại Việt Nam, quý vị không nhìn thấy những cái lá cờ đỏ sao vàng hoặc là lá cờ búa liềm. Nhân tiện đây chúng tôi xin xác nhận rằng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng là cờ của Tổ quốc Việt Nam bây giờ. Còn cái cờ mà Đảng Cộng sản mới là cờ búa liềm, mới là Đảng Cộng sản. Và các quý vị ở hải ngoại, quý vị cứ chửi cờ đỏ sao vàng mà quý vị không biết rằng, và quý vị gắn ghép đó là cờ cộng sản, cái đó điều rất là hoàn toàn sai. Thì trở lại cái vấn đề mà hồng vệ binh, và chúng tôi xin, nếu mà quý vị gọi các em đó thì chúng tôi cũng đề nghị các em nên hãnh diện, chúng ta đã được ở một cái vị thế người làm một cái người để bảo vệ cho cái chế độ này được đứng vững.
mà cộng đồng Cờ Đỏ ngày càng phát triển thì xung đột quan điểm cũng như là cách thức chống giận khác nhau ngày càng lớn, gây ra một số cái cuộc tranh cãi bùng nổ. Vậy thì ông có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ trong việc xây dựng cộng đồng yêu nước để cộng đồng phát triển lành mạnh không ạ? Tôi nghĩ rằng trong cái lúc đầu tiên thì anh em Cờ Đỏ đến với nhau bằng những cái tấm lòng, và mọi người có thể là thiếu kinh nghiệm hoặc là tin tưởng nhau, thành ra có nhiều người sau này đó tạo ra cái sự mâu thuẫn trong nội bộ với nhau. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng anh em Cờ Đỏ nên có một cơ hội mình ngồi nhau lại, ngồi với nhau để mình giải quyết những cái bất đồng, xong rồi mình sẽ trở thành một cái chất keo để mà gắn bó lại với nhau. Tại vì chúng ta hiểu rằng bất đồng nhưng mà chúng ta đừng có bất hòa, và mỗi một người cái tư tưởng chúng ta đặt lên trên bàn và chúng ta phân tích và chúng ta lấy cái quyết định ở chỗ đông, đừng cái tự ái vì vấn đề cái chủ trương của tôi như thế này tôi không và không được đồng thuận thì tôi quay lưng tôi bỏ đi, và nếu mà tôi bỏ đi cũng được nữa, nhưng mà đừng có rồi bỏ đi rồi quay lại chửi những người chúng ta đã từng ngồi với nhau. Đó là những cái mà tôi đề nghị duy nhất. Đó là những điều mà tôi lấy bản thân tôi đây. Có những sự hiểu lầm, có những sự mâu thuẫn giữa anh em Cờ Đỏ với tôi nữa, cá nhân tôi. Nhưng mà quý vị thấy rằng tôi vẫn ngồi và vẫn bắt tay và vẫn nói chuyện với anh em. Đó là cái điều nếu chúng ta không có gọi là hòa hợp được với nhau, chúng ta đừng có hòa hợp với người ở hải ngoại nữa. Nếu mà chúng ta muốn ở trong nước và ở nước ngoài hòa hợp với nhau thì trong nội bộ chúng ta cũng phải hòa hợp với nhau. Cái danh chưng mà chúng ta đặt Cờ Đỏ miền Hà Nội hay Cờ Đỏ miền Trung hay là Cờ Đỏ miền Nam hay là Cờ Đỏ thành phố Hồ Chí Minh chỉ là cái tên gọi để phân biệt cái đơn vị của chúng ta. Đừng có đặt cái tên nói ra rồi thì là tạo ra một cái sự nghi kỵ lẫn nhau giữa những cái Nam Trung Bắc, giống như là người thực dân Pháp họ đã đặt trên đất nước Việt Nam. Người thực dân Pháp họ đặt Nam Trung Bắc là họ chia rẽ với chúng ta, nhưng mà chúng ta lấy những Nam Trung Bắc là những cái đơn vị, cái địa giới mà chúng ta đang hoạt động để từ đó chúng ta góp nhau được. Anh em miền Cờ Đỏ miền Nam, miền Trung hay là miền Hà Nội hay là miền Bắc, tất cả chúng ta đều có chủ trương duy nhất một cái lá cờ đỏ, và mỗi một đất nước chỉ có một cái lá cờ gọi là lá cờ tổ quốc, thì chúng ta hãy hướng về cái lá cờ tổ quốc đó để mà giải hòa tất cả những cái bất đồng của chúng ta và cùng nhau chung tay. Chúng tôi rất buồn trong thời gian vừa qua lợi dụng những cái sự live stream, có nhiều anh chị em đã lên đã nói với nhau những cái lời hơi nặng nề hoặc là những cái lời mà chúng ta không xứng đáng, mà chúng ta muốn làm đẹp cho đất nước mà tự chúng ta bản thân chúng ta không có đẹp và không có làm tốt cho cái nhóm của chúng ta, thì chúng ta làm tốt làm sao chúng ta làm tốt cho được đất nước. Vâng, thưa ông, sự kiện mà nhóm Cờ Đỏ Hà Nội mới vào Nghệ An giao lưu với nhóm Cờ Đỏ địa phương thì đã khiến cho linh mục Nguyễn Đình Thục phát đơn kiện cho rằng ông ta và giáo xứ đang bị nguy hiểm và sẽ bị tấn công. Thế thì theo ông thì tại sao mà một linh mục nổi tiếng như vậy dẫn dắt hàng ngàn giáo dân dám đối đầu với chính quyền, tấn công vào công an thì lại đi sợ hãi bóng gió những người dân tay không tấc sắt như là nhóm Cờ Đỏ? Cái này nó là một cái sự rất là cái câu hỏi rất là khó để mà trả lời, bởi vì nó nằm sâu vào trong cái vấn đề thuộc về vấn đề tâm lý nhiều hơn là cái vấn đề luật pháp. Ông Nguyễn Đình Thục, ông biết rằng là ông là một người, dù là ông là linh mục, ông vẫn là một người công dân của nước Việt Nam. Và khi mà ông là người công dân của nước Việt Nam, ông phải tôn trọng luật pháp. Nhưng mà khi ông đặt những cái quyền lợi thì ông lại coi thường cái luật pháp. Tôi hỏi ông Nguyễn Đình Thục và ông Đặng Hữu Nam và ông giám mục Nguyễn Thái Hợp, quý vị căn cứ ở đâu mà quý vị ra chặn ở cái đường quốc lộ ở cái đèo con? Quý vị đang làm cái công việc không phải là công việc,
đây là cái công việc của nhà nước. Nhà nước có quyền đóng một con đường để vì một nhu cầu nào đó, ví dụ là đất lở hay là hố sập hay là cần phải tu bổ sửa đường. Còn quý vị nhân danh cái gì quý vị chặn đường, mà cái tệ hại hơn nữa là quý vị đã chặn không cho một cái chiếc xe mà đi cứu thương để chở những cái nạn nhân đi. Quý vị là những người công giáo mà quý vị đã đặt cái vấn đề mà gọi là Chúa nhân từ, thì trong cái hành động của quý vị có thể hiện được cái tinh thần Chúa nhân từ của Đức Chúa Jesus Kitô không? Thì khi mà quý vị làm như vậy, quý vị có nghĩ rằng quý vị đã vi phạm hay không? Quý vị đã coi thường cái luật pháp và quý vị coi thường những người công an. Thì tại sao mà khi có những người phẫn uất lên thì quý vị lại cầu cứu tới lực lượng công an để bảo vệ quý vị? Tôi nghĩ rằng đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Đình Thục làm cái chuyện này. Những lần trước ông cũng đã làm rồi, hồi mà gặp cô Emily Lê, ông cũng chạy vào trong nhà thờ, ông đóng chặt cửa rồi cũng lại kêu gọi là công an tới để giải cứu cho ông. Thì khi những lúc đó thì tại sao ông không chửi những người công an? Thì cái chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng những người mà cờ đỏ trong Nghệ An cũng như Hà Nội ngày hôm nay đó, họ tập họp lại với nhau, họ không có làm một cái hành động gì nguy hiểm tới cá nhân của ông Nguyễn Đình Thục đấy. Họ là những người tôn trọng luật pháp, bởi vì nếu họ không tôn trọng luật pháp thì đã có những xung đột và có những án mạng đã xảy ra trong những năm tháng vừa qua. Cái điều mà họ làm đó, họ chỉ muốn gửi thông điệp cho cái ông Đặng Hữu Nam và ông Nguyễn Đình Thục rằng quý vị nên chấm dứt những cái trò chơi ma mãnh, lợi dụng chiếc áo nhà đồng để làm cái vấn đề chính trị. Bởi vì ai cũng biết rằng cái vấn đề Formosa đó, nó đã được giải quyết giữa chính quyền Việt Nam với lại cơ quan Formosa. Nửa tỷ bạc họ đã bồi thường, và có thể là những điều kiện bồi thường còn sau này nữa. Và họ đã làm sửa sang những cái hệ thống mà chất thải của họ. Nhưng mà đó, các ông nói lợi dụng cái tinh thần đó để đi đòi hỏi những cái công việc. Thì chúng tôi hỏi rằng á, cái thế lực nào đứng sau lưng quý vị? Thành ra cái điều mà ông Đặng Hữu Nam và ông Nguyễn Đình Thục á, nên tự vấn cái lương tâm của quý vị. Quý vị là những người đã từng đứng ra để mà nhận những lời xưng tội của giáo dân. Thì bây giờ những cái việc làm của quý vị sai trái như vậy, ai sẽ là những người mà giải tội cho quý vị? Thành ra chúng tôi đặt cái và tại sao chỉ có những người ở trong giáo phận Vinh để làm cái chuyện này mà các giáo phận khác lại không làm cái chuyện này? Thì chúng ta phải, nếu mà nó về cái tinh thần Kitô hữu, mà nếu mà quý vị làm đúng, tôi nghĩ rằng tất cả các giáo xứ khác cũng đều đứng dậy. Nhưng mà họ không đứng dậy và họ không làm cái chuyện đó. Thí dụ như là giáo xứ Thọ Hòa của bên giáo phận Xuân Lộc, thì ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân, ông làm cũng chỉ là một cá nhân của ông. Và khi mà ông Nguyễn Duy Tân bị nhà nước phạt 20 triệu tiền Việt Nam, có quý vị nào lên tiếng để bênh vực ông Tân hay không? Tức là quý vị vẫn công nhận rằng luật pháp Việt Nam, mà quý vị vẫn tôn trọng luật pháp Việt Nam, và cái hình phạt cho ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân là một cái hình phạt quý vị công nhận đó là đúng, thành ra quý vị không phản đối. Cái vấn đề ông Thục và ông Nam kêu gọi công an và làm đơn tố cáo rằng cái là cái vấn đề không bảo vệ an ninh, cái gì? tôi chỉ nghĩ rằng đây là một cái hành động. Các ông sợ rằng cái bản thân của các ông á sẽ trở thành bị là một cái hình phạt nào đó cho những cái người mà trong cái thanh niên cờ đỏ đó, có những người có thể không kiềm chế được cái sự kích động quá mạnh thì họ đi đến những cái chuyện không hay đáng tiếc. Thì hóa ra tôi kết luận rằng á, ông Nam và ông Thục cũng là những người mà sợ chết mà thôi. Mà nếu mà quý vị mà sợ chết là quý vị phản lại tinh thần Đức Chúa Kitô, được Chúa gọi về. Khi nào được Chúa gọi về tức là quý vị đã làm việc tốt rồi đó. Mà nếu mà bị những thanh niên tuổi trẻ mà đánh chết thì quý vị cũng cảm ơn thanh niên tuổi trẻ đó được Chúa gọi về trên đời.